đổi thẻ cào 247.com, trang web đổi thẻ cào uy tín số 1 Việt Nam. Đổi thẻ cào sang tiền mặt ATM một cách dễ dàng, mua thẻ Garena và các loại thẻ khác giá siêu rẻ. Anh em truy cập đổi thẻ cào 247.com để biết thêm thông tin chi tiết. Ok, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình nhá. Thì mình vẫn là Xoài đây. Hôm nay mình sẽ đi review, đó chính là cái kho skin katana của mình nhá anh em. Cái kho vũ khí, và chúng ta sẽ vào những cái thanh kiếm katana. Ở đây chúng ta sẽ vào cận chiến, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ vào katana. Thì ở đây vào đầu tiên thì chúng ta sẽ có cây katana hỗn bọc, và ở đây mình có 30 skin. Nhưng tài khoản của mình nó có một cái đặc biệt anh em ạ, đó là mình bị trùng hai cây katana một. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi với cả là hai cây katana bị trùng trước nha anh em. Thì tài khoản của mình nó có một cái đặc biệt, đó là nó trùng hai cây katana huyết nguyệt anh em ạ. Ở đây mình có một cây katana huyết nguyệt rồi này. Đấy, ở đây cũng có một cây katana huyết nguyệt nữa, và cái cây katana này ấy, thì nó không khác gì nhau cả. Ví dụ như đây, thông báo hạ gục này, xem mở sảnh chờ này, những cái hiệu ứng thì nó cũng giống nhau thôi. Đây là cái cây đầu tiên nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cây này. Cây này thì nó cũng thế thôi, nhưng mà tôi ở đây thì cái cây này nó đặc biệt hơn ở cái chỗ là nó có cái vương miệng anh em ạ. Đấy, thì tôi đang không biết là tại sao hai cây katana huyết nguyệt nó lại có ấy khác nhau. Thì cái cây katana huyết nguyệt này thì nó chỉ có thông báo hạ gục thôi đấy, chứ nó không xem được ở sảnh chờ đấy. Còn cái cây này thì lại có thể xem được ở sảnh chờ anh em ạ. Ví dụ anh em bấm vào đây thì có thể xem được ở sảnh chờ này. Còn cái cây này cũng thế đấy, cũng xem được ở sảnh chờ. Và hai cây này thì nó chỉ khác nhau mỗi cái là một thằng nó có dấu cộng này đấy, còn một thằng thì nó có thêm cái vương miệng nữa, tức là một cái hàng real và một cái hàng fake. Và bây giờ chúng ta cũng khó phân biệt được cái nào là hàng real và cái nào là hàng fake. Thì đến với cả cái bộ sưu tập katana của mình thì ở đây như anh em thấy thì mình có đến 30 cái skin kiếm katana nhá. Và nếu anh em muốn mình review về cái cây cái bất kỳ một cái skin nào ở trong đây thì anh em có thể bảo mình để mình sâu nhá. Đây có lẽ là một cái skin video show skin thì đúng hơn. Thì mình sẽ đi từ cái skin cùi bắp nhất cho đến cái skin VIP nha anh em. Mình sẽ tắt cái này đi. Thì đầu tiên thì mình sẽ đến với cả cây Tana, cây kiếm huyết quỷ nha anh em. Cái cây này mình nhớ không nhầm thì như là mình có mua thẻ vô cực của mùa nào đó mình đặt trước, thì cái cây này được tặng thì phải. Nếu như mà mình không nhầm, hay là nó nằm ở trong một cái sự kiện nào đó, bởi vì là mình cũng không thể nhớ được hết tất cả những cây katana này mình kiếm ở đâu. Đầu tiên là cây huyết quỷ này, thứ hai đó là cây katana thu thủy. Thì cái này nó nằm ở trong một cái vòng quay, một cái skin súng thì phải, và mình quay trúng cái này đấy, sau đó thì mới quay trúng cơ. Thì vòng quay nào cũng thế anh em, như là cái này là ở trong cái phần quay cái gì nhở, cái vòng quay gì đấy mình không nhớ rõ lắm đâu. Tiếp theo là katana boya, thì cái này là đổi free, miễn phí đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có cây katana tình yêu, thì cái này nó ra mắt cùng với cả là cái khẩu AK thần tình yêu anh em đấy. Nhưng mà hình như là cái khẩu katana, cái khẩu AK đó mình cũng bị lỗi thì phải. Huyết nguyệt thì ở đây có hai khẩu thì không nói rồi. Đây là cây katana hiếm nhất rồi, bây giờ anh em có tiền cũng chưa chắc đã mua được, bởi vì cây katana này mình nhớ rõ ràng đó là chúng ta sẽ phải đặt trước thẻ vô cực, và nó có. Đây chính là cái kiếm katana ninja nha anh em. Cái cây này thì anh em phải đặt trước ở một cái mùa thẻ vô cực, cái đợt mà nó ra cùng với cả là cái gì nhỉ, cái thẻ vô cực này nó ra cùng với cả là cái bộ đồ quỷ dạ xoa anh em. Đấy, thì anh em sẽ phải đặt trước thì anh em mới có thể là nhận được cái kiếm katana này. Và mình nhớ không nhầm thì từ đó đến giờ thì cái cây katana này nó vẫn chưa từng quay lại ở bất kỳ một cái vòng quay hay một cái sự kiện nào nha anh em. Đấy, cho nên là cái cây katana ninja này nó cực kỳ hiếm, ít người sở hữu lắm. Bởi vì cái thời điểm đấy không ai đặt trước thẻ vô cực để nhận cái kiếm katana cả. Đấy, tiếp theo nữa thì lại là một cây huyết nguyệt nữa anh em. Này, tài khoản đặc biệt nên có hai cây kiếm katana huyết nguyệt. Thêm nữa thì chúng ta có katana kiếm đạo này. Thì cái cây này cũng khá là đẹp. Theo như mình đánh giá thì nó có hiệu ứng cộng với cả là những cái cũng như những cái cây khác thôi. Ngày xưa thì nó chỉ có xem ở sảnh chờ hoặc là thông báo hạ gục thôi,
chứ nó không có chỉ số. Có một số khẩu có chỉ số, à một số cây katana có chỉ số anh em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với katana thiên hồ. Cái này thì hình như là cũng ở sự kiện thì phải. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với katana samurai. Thì cái cây katana này nhìn thì nó đẹp vậy thôi, chứ còn theo mình thì có một số khẩu, một số cái cây katana nó đẹp hơn anh em. Katana thời không, cái này là sự kiện hợp tác với anh Bảy. Đấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có katana màn đêm tĩnh lặng. Đấy. Cái này nếu không nhầm thì nó nằm ở trong cái vòng quay ngày xưa vòng quay gọi là vòng quay gì mà chắc chắn ra ấy nhỉ, quên mất rồi, lâu quá không không quay sự kiện thì cũng quên luôn anh em. Tiếp theo nữa katana thủy thần, cái này cái cây katana này mình cũng nhớ là mình có lâu lắm rồi, những cái cây katana này thì cũng khá lâu rồi, mình không săn katana mới anh em. Tiếp theo là katana niềm tin. Cái khẩu cái cây katana niềm tin này ấy, nhau với cả katana lục bảo thì hình như nó ra gần gần Tết ấy, anh em. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có katana chu tước. Cái cây này thì cũng nằm trong cái vòng quay, và vòng quay này như là vòng quay Tết thì phải, nó có bộ đồ cũng tên là chu tước. Đấy, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có thêm đó katana nguyệt cước. Mẹ, mấy cái cây katana này đau mồm thế nhở. Nữa thì chúng ta có lửa xanh này, thêm nữa thì có katana ánh sáng. Đấy, mấy cái cây này đặt tên thì rõ là kêu nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm. Katana sứ giả tận thế. Tiếp theo là cái cây này. Cây này thì không có gì đặc biệt, những cây này thì mình không nhớ lắm. Đây, cây katana thạc sĩ anh em. Cây katana này nằm trong một cái sự kiện hợp tác với cái gì đó mà... Đấy, có cái cây này thôi. Còn lại nữa thì cũng không có cái cây nào trùng tiếp nhỉ. Cây hắc lôi, cây này thì cũng sự kiện thôi. Tiếp theo đó là katana hỗn mang. Thì cái này đợt ra cái vòng quay mà anh em có thể là sở hữu được cái MB40 hỗn mang ấy. Cái cây MB40 nâng cấp anh em. Đấy, thì anh em sẽ có được cái cây katana này. Thêm nữa thì chúng ta có dạ hội này. Kèm theo đó thì đây là cây katana thần bí. Cây katana này thì cây này đặc biệt này anh em, cây này thì nó chỉ có một nửa thôi, còn một nửa nữa nó là kiểu mờ mờ ảo ảo anh em, và nó sẽ được tạo ra bởi hiệu ứng. Đấy, một nửa cây katana gãy, một nửa anh em cây katana tinh thần thép. Thêm nữa thì đây, cây katana mà mình vừa nhắc đến đây là cây katana lục bảo anh em. Nó có một bộ đó là katana lục bảo này, cũng như là M1887 lục bảo đấy anh em. Thì nó cây này nó cũng nằm chung với cả cái sự kiện đó. Tiếp theo nữa là một cái cây katana cũng tên là lục bảo, nhưng mà cây này nó lại thêm là DJ lục bảo anh em. Đấy. Mấy cái khẩu mấy cái cây katana này nó cứ kiểu lặp đi lặp lại, dân chơi thực tùng này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có katana lãng hồn, và cái cây mà mình thích dùng nhất đó là katana hỗn bộc anh em. Cái cây này thì anh em mình như là phải mở trong mật thư tối thượng thì anh em mới có thể là nhận được cái cây katana này. Ở trong đây này, ở trong mật thư tối thượng này, hình như là cái cây katana này nó nằm ở đâu đây nhá. À không phải cái này anh em, cái này thì phải không ta? Đây đúng rồi, anh em sẽ phải mở mật thư tối thượng này. Và ngày xưa mình mở mật thư tối thượng này cũng khá là tốn, tốn con nhà bà kém, nhưng mà không đi vừa đâu. Tiếp theo nữa thì đây cũng là một cái cây katana nữa này, nhưng mà mình thì lại không mở cái cây katana này. Cây katana cổ ngữ mà anh em muốn sở hữu thì anh em cũng phải mở hết những cái ở trong đây. Đấy, sau đó là anh em sẽ nhận được, nhưng mà hình như là hết 2000 kim cương hay sao ấy. Còn cái cây katana ở trong đây cũng có một cái cây nữa, đó là cây katana chiến long. Thì cái cây này đợt đấy mình off game đâu đó mất khoảng độ hơn một năm, gần 2 năm gì đó, cho nên là mình cũng cái này nó cũng ra cùng với cả thời điểm đó, cho nên là mình cũng không nắm được. Đấy, cho nên là mình chưa có, nếu có một cái cơ hội nào đấy để mở được cái
mở được cái mật thư này thì có lẽ là mình sẽ mở ấy, nhưng mà giờ thì không mở được nữa rồi. Bây giờ có ít nhất thì anh em sẽ phải mua để mở cái này. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cái bộ sưu tập cây, những cái cây katana của mình thì có cây đặc biệt nhất là cây huyết nguyệt thôi, bởi vì cây đấy mình có đến tận 2 cái skin. Thì anh em comment xuống bên dưới xem là cái nào là skin real và cái nào skin fake nhá. Ok, cảm ơn anh em đã đón xem hết clip của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình nhá.